Rồi chúng ta chuyển sang câu số 55 nha mọi người. 55, 55 nào. 55 là quay trở lại multiple choice, là câu chọn ABCD. 1991, đúng rồi. Vừa học vừa viết ra, vừa học vừa đánh máy ra. Tai nghe, mắt nhìn, tay đánh chữ. Các bạn sẽ nhớ được lâu hơn á. Câu 54. À sorry, câu 55 mọi người ạ. À, 55 nào. Tôi là Hậu đây. Sao lại chọn chữ 5 là cái gì? Nina chọn câu 55A. Minh Châu chọn câu 55B. Hắc Nhung chọn câu 55B. Trần Quỳnh Như chọn 55B. Ba bạn tôi đọc đều chọn câu B hết. 3 trên 4 người tôi chọn đọc đều chọn câu B. Và đáp án câu B là một câu trả lời hoàn toàn sai. Lêu lêu lêu. Câu A mới là đáp án chính xác nha các bạn. Hên cho mấy em trả lời sai á, là hôm nay có giáo viên dự giờ đó. Chứ còn á hả, hôm nay mà không có giáo viên dự giờ hả, kiểu gì tôi cũng sẽ cười ha. Nhưng mà thôi, hôm nay có giáo viên dự giờ nên là mình phải lịch sự và đoan trang một tí, chuyên nghiệp một tí. Mình không nên cười ha ha vào mặt của những các bạn trả lời sai. Rồi, đáp án là chữ whatever. Whatever nha các bạn. Whatever happens, I shall stand by you. I shall stand by you. Tại sao lại chọn chữ whatever các bạn ơi? Whatever có nghĩa là dù cái gì đi nữa nha các bạn. Whatever, sao cũng được, dù cái gì đi nữa. Whatever happens, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. I shall stand by you. Em cũng sẽ bên anh. Em cũng sẽ vẫn bên cạnh anh. À. Ôi, không phải tôi ngôn tình nha mọi người. Cái câu này là cái đề nó ngôn tình nha mọi người, chứ không phải là tôi ngôn tình nha mọi người. Music. Yeah. Đọc lại. Whatever happens, I shall stand by you. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Có nhạc rồi đó. Có thính đâu. Rồi hay không mọi người? Cái đề đấy, cái đề chứ chị đâu có làm gì đâu. Đề tự nhiên nó cho luôn ấy, chưa kịp dạy gì luôn mà cái đề nó cho câu thính dễ sợ luôn. Whatever happens có nghĩa là dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Câu này sao mà shall nó bằng với lại will á em. Shall ở đây trong trường hợp này sẽ bằng nghĩa với lại will là sẽ đó mọi người. Quá là xến luôn. Whatever nha các bạn. Các bạn có thể đổi thêm câu này. Bây giờ mới là câu tôi dạy nè. Cái này là cái đề cho. Tôi không để ý luôn á. Bây giờ mới tới lượt câu của tôi nè. Câu này là câu của đề. Từ từ. Để dừng lại để nói cho rõ ràng nè. Cái câu này là câu của đề cho nha. Cái câu xến sẩm này là của đề cho. Còn câu của chị không bao giờ xến như vậy. Quỳnh không bao giờ đặt mấy cái câu sến vậy đâu. Để Quỳnh cho các bạn học cái câu của Quỳnh nó mới không sến nha mọi người. Câu của Quỳnh nè, các bạn xem nè. Đề học xính xá, xính sẩm thì làm sao mà học được. Whatever happened, nhắc lại là dù chuyện gì xảy ra đi nữa. I did, I do and I will always love you. Đó, cái câu của mình nó phải như vậy chứ, mạnh mẽ như vậy chứ. Music. Whatever happens, I did, I do, and I will always love you. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em sẽ, em đã, đang và sẽ mãi yêu anh. Câu này có dễ đâu. Có thế nào, nghe chưa mọi người. Nhấn mạnh đó mọi người. I did, I do and I will always love you. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, whatever happens nha mọi người, em đã, đang và sẽ mãi yêu anh. Xến như ngàn trăm luôn. Rồi chị copy lại đi, ai muốn dùng câu này để thả thính crush group gì đó thì tự copy nha, chụp ảnh màn hình lại nha. Qua đó. Tiếp. Chết luôn đó chứ không đùa đâu. Tiếp 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 tiếp, tiếp. Còn khác còn khác. Thích mấy câu xến là xe nào.